Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu dịch vụ thứ hai của AWS, đó là Amazon SQS. Thì SQS viết tắt của chữ là Simple Queue Service, thì đây là dịch vụ chuyên quản lý cái hàng chờ cho những message khi dùng là triển khai những ứng dụng là Microservice, Service, hệ thống phân tán hay là những ứng dụng liên quan đến Serverless trên AWS nè. Thì có hai loại queue mà phổ biến là Standard Queue và Full Queue, thì hai loại này có đem lại những cái ưu và nhược điểm mà khắc phục lẫn nhau. Ví dụ Standard Queue là chúng ta sẽ có tối đa về mặt thông lượng, nhưng mà cái thứ tự các message trong cái queue có thể sẽ không được theo thứ tự, và chúng ta khi mà chúng ta nhận từ các consumer thì chúng ta có thể là bị lặp lại ha, at least one delivery. Còn đối với Full Queue là luôn luôn đảm bảo chúng ta sẽ nhận được chính xác theo thứ tự và đúng một message thôi. Thì bù lại thì cái thông lượng, cái khả năng năng lực của cái Full Queue nó sẽ thấp hơn so với Standard Queue ha. Tiếp theo chúng ta xem một số cái giới hạn. Ví dụ như là số lượng cái message size kích thước tối đa là 256 KB dù bất kể là loại SQS Queue nào ha. Delay queue là chúng ta delay là 15 phút là tối đa, mặc định là khi mà chúng ta lấy message sẽ là không có delay ha. Về long polling wait time có nghĩa là tối đa là 20 giây, có nghĩa là khi chúng ta lấy message từ trong queue ra thì chúng ta sẽ có tối đa ở lại 20 giây để chờ nếu mà cái queue đó bị trống, empty. Số lượng message per queue là unlimited. Trong quá trình gọi là in-flight là khi mà một message được nhận bởi một cái consumer thì cái đó gọi là in-flight message, thì lúc này là standard là 120.000 message, còn đối với FIFO queue là có 20.000 message. Message batch là tối đa là 10 message trong một lần lấy. Message retention là có khoảng thời gian từ 1 phút cho đến 14 ngày, mặc định là message nằm trong cái queue sẽ là 4 ngày ha. Message timer là 15 phút, mặc định là 0. Message visibility có nghĩa là sau khi mà một consumer mà lấy cái message thì sẽ được có tối đa 30 giây để xử lý cái message đấy. Thì cái khoảng thời gian này có thể cấu hơn từ 0 giây cho đến 12 giờ. Message throughput thì đối với mỗi loại khác nhau, standard queue là gần như là unlimited. Còn đối với FIFO queue là chúng ta sẽ, nếu không dùng batching, chúng ta có 300 API, 300 message per second. Còn nếu dùng batching là dùng 10 message thì chúng ta sẽ được 3.000 message per second. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi.